anh chị em đang sử dụng dòng Soka X5 mà điện thoại livestream của anh chị lại là những dòng điện thoại chân tai si đời mới như là Samsung này, Oppo chẳng hạn, những cái dòng điện thoại chân tai si đời mới không có lỗ tròn để cắm tai nghe ấy, thì phải làm sao? Thì bình thường anh chị cần phải mua thêm một cái cáp chuyển đổi từ chân tròn thành chân tai si để chúng ta cắm vào điện thoại chân tai si của chúng ta. Nhưng hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách khác mà có thể giúp cho anh chị đỡ cần phải mua cái cáp chuyển đổi như thế này nhé. Đó là Soka X5, nhà sản xuất đã cung cấp cho chúng ta một cái dây livestream như thế này. Ở một cái dây livestream hai đầu chân tai si dùng với những dòng điện thoại chân tai si đời mới nhá. Và cách cắm như thế nào? Chúng ta sử dụng cái dây này, một đầu chúng ta sẽ cắm vào lỗ charging nhá. Charging tít ngoài cùng này. Cái lỗ này bình thường là chúng ta sẽ cắm dây sạc. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ cắm cái dây này vào để livestream nhá. Đó. Charging, nhớ là lỗ tít ngoài cùng nhá. Đấy. Còn đầu còn lại thì chúng ta chỉ việc cắm vào cái điện thoại chân tai si của chúng ta thôi. Đó, rất đơn giản đúng không? Và trong trường hợp vẫn không sử dụng được ấy, thì anh chị có thể vào cái mục cài đặt điện thoại của chúng ta. Chúng ta thử bật OTG lên xem có dùng được hay không nhá. Và nếu mà thử mọi cách rồi mà vẫn không được ấy, thì anh chị lại phải mua cho em cái cáp chuyển đổi như thế này để chúng ta dùng nhá.